Ngọn núi sau 3 năm dâm ủ và tạo tác thì nó sẽ như thế nào này? Bình An Gia Đình kính chào anh em. Chia sẻ với anh em một cái ngọn núi đã được tạo tác dâm ủ và cũng như là các giật công kích tạo dáng 3 năm. Đây chúng ta thấy một con dúi khá là siêu to khổng lồ anh em. Đấy. Anh em nào mà có ý định chơi ngọn dúi này kia thì cũng nên sưu tầm cho mình một vài cái ngọn như thế này để chơi. Con này mình làm tới giờ là đã vòng 3 năm. Thì con này có một mặt cắt duy nhất là mặt cắt thăng như này anh em. Đây, cắt ngon thăng. Và về mình đặt nằm xuống trong cái lối tư duy của mình thì mình đang dựng một cái rừng lên, rừng trên thăng, trên một cái ngọn núi để mà chơi. Này. Cách dâm ủ ngọn dúi này kia thì chắc anh em mình đã biết hết rồi. Còn nếu mà anh em nào chưa nắm được cái cách dâm ủ thì có thể liên hệ mình. Mình có thể chia sẻ kinh nghiệm. Biết chừng nào thì chia sẻ chừng đó, còn không biết thì thôi. Đây này. Giờ tay cuốc cành đã lớn, lại rễ ra rất nhiều. Đây, anh em thấy rễ không? Bây giờ không còn là ngọn dúi mà là cây dúi rồi anh em nha. Con này mình mới nhạo cái dàn đế cho nó đòn đảo lại. Thấy cái đợt lá này thì tầm tháng 4 âm lịch thì mình bắt đầu mình sẽ lên chậu cho nó. Đấy. Chia sẻ anh em cùng chim ngắm này. Anh em thấy hữu ích thì cho một đăng ký kênh, một lượt bình luận cũng như một lượt chia sẻ. Rất cảm ơn anh em.